Tại Phủ Chủ tịch vào sáng nay, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước công bố các luật được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Theo đó, 7 luật bao gồm luật căn cước, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, luật viễn thông, luật tài nguyên nước, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật căn cước năm 2023 quy định mỗi công dân Việt Nam được cấp một căn cước điện tử có giá trị tương đương như thẻ căn cước sử dụng để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch hoạt động khác theo nhu cầu của công dân. Luật có 7 chương, 46 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2024. Luật viễn thông năm 2023 gồm 10 chương, 73 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 2024. Về đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet, luật viễn thông năm nay đã quy định cụ thể các loại tài nguyên viễn thông được phân bổ qua hình thức đấu giá. Bên cạnh đó, việc xây dựng luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 nhằm thể chế hóa quan điểm chủ trương của Đảng về kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của từng tổ chức cơ sở, giảm chi ngân sách nhà nước, cụ thể hóa và tạo cơ sở pháp lý để bảo đảm thi hành quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.